Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách thay dây và bát sen tắm. Bước 1, chuẩn bị dụng cụ bao gồm mỏ lết, kìm nước, tô vít, băng tang và hòm dụng cụ. Bước 2, ta treo biển bảo dưỡng. Tiếp theo, ta khóa van cấp nước cho sen tắm. Bước 3, tháo dây sen hỏng ra khỏi thân sen. Bước 4, ta lắp gioăng vào đầu dây sen mới. Tiếp theo, ta lắp dây sen mới vào thân sen. Bước 5, ta lắp gioăng vào đầu dây sen. Sau đó, lắp bát sen vào đầu dây sen mới. Bước 6, ta mở van cấp nước cho sen tắm. Bước 7, ta tiến hành xả thử sen tắm. Ta thấy dây và bát sen mới hoạt động tốt. Như vậy, quá trình thay dây và bát sen mới hoàn thành. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách thay dây và bát sen tắm. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.